It's too late now. I remember you and me and how careless we were. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young. Hey, xin chào mọi người, chào mừng bạn quay trở lại với channel của Ray nha. Và hôm nay thì Ray sẽ sử dụng vị tướng đó là Thanos trong trận đấu này với vai trò là đi rừng. Bây giờ thì là lâm tặc anh em ơi, sau khoảng thời gian hợp lặng, làm thợ lặng khá lâu, cũng gần một tuần anh em à, thì giờ quay lại rừng làm lâm tặc anh em ơi. Rồi, đó, bây giờ là cướp được con bùa xanh của tem bạn rồi, ra hỗ trợ vị trí Venom. Venom bị áp sát và lượng máu mất khá là nhiều, phải hỗ trợ, nếu không là sẽ bị ép đường, sẽ là hoàn thành cái chiến thuật của tem bạn, đó là chơi ép lane anh em ơi. Ép lane để ép giao tranh lấy trụ sớm và tạo lợi thế nhiều. Và đây thì vị trí của Iron Man khá là thấp máu rồi, Venom còn nội tại nên là khá là hổ báo. Rồi bây giờ là rút về thôi Venom ơi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục farm rừng để đạt đến cấp 6 và nâng đá vô cực anh em à. Bây tới lúc đó thì chúng ta sẽ mạnh hơn. Rồi Ray sẽ nói sơ qua về bộ kỹ năng nha. Về vị trí của Thanos thì khá nhiều cách chơi anh em à, tùy vào lối nâng đá của từng người anh em ơi. Và trong trận đấu này thì Ray sẽ nâng bộ đá linh hồn nè, rồi đá tâm linh, rồi đá không gian anh em ơi. Rồi bây giờ là đấm vào vị trí của Iron Man. Iron Man khá là yếu máu rồi, nằm xuống rồi. Một điểm hỗ trợ và một điểm hạ gục dành cho vị trí của Venom rồi, khá là ngon. Và đồng đội chúng ta phải lui về, tem bạn là dâng cao lên nữa rồi, tiếp tục thực hiện chiến thuật của mình, đó là ép lane. Rồi chúng ta sẽ farm, chắc là có thể là với đám lính này có thể là lên được cấp 6 hoặc là đạt gần cấp 6 anh em ơi. Rồi với cái bộ chiêu thức của vị trí Thanos thì khá là ngon, tại vì đây là một vị tướng đổi mảnh chứ không phải là mua bằng tiền mà, nên là cũng phải xịn sò con bò chứ. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với bộ kỹ năng của vị tướng Thanos. Năng lượng Titan là chiêu đầu tiên với khả năng là gây ra một đòn đánh được cường hóa. Anh em có thể gồng sức đánh về phía trước và đồng thời thì có thể tái kích hoạt nữa. Với cái đòn tái kích hoạt này thì anh em nâng đá gì nó sẽ gây ra thêm hiệu ứng đó. Diện sức mạnh sẽ gây ra thêm sát thương. Ở cuối đòn đánh sẽ có một vụ nổ và viên tí tệ sẽ gây ra hiệu ứng khống chế anh em ơi. Kiểu như là anh em bị hoảng sợ vậy, không thể điều khiển được con tướng của mình nha. Rồi ở đây có vị trí Roman, thử đam không. Rồi bây giờ là bị hút máu bởi viên linh hồn khi Ray nâng cho chiêu 3, đó là chấn động Titan. Thì với chiêu này thì có khả năng lướt đến vị trí nhất định, sau khi nâng đá sẽ thêm một lần kích hoạt nữa. Ray thì nâng viên linh hồn có thể hút thêm máu anh em à. Viên thời gian thì kiểu như Doctor Strange vậy anh em ơi, có thể quay ngược thời gian nhưng mà xịn hơn. Thì có thể là quay ngược về cái khoảng thời gian nào mình muốn, chứ không phải là hết thời gian này tự quay như vị trí của bác sĩ Trang anh em à. Đương nhiên là vị trí tướng mà đổi bằng mảnh bóng tối sẽ xịn hơn rồi. Rồi còn hai chiêu còn hai chiêu nữa, đó là cơn giận Titan thì sẽ gây ra một lượng sát thương tại vị trí mà Thanos dậm nha anh em, và đồng thời đòn đánh tiếp theo sẽ có hiệu ứng đánh bay nha. Rồi găng tay vô cực là chiêu cuối với khả năng là khảm đá, là khả năng bị động, và chủ động thì Thanos sẽ đấm tới một vị trí nhất định và sẽ đấm bay về phía sau anh em ơi. Đấm bay về phía sau một khoảng. Bây giờ thì tem bạn đang tập trung ở đây khá là đông, có Ronan ở đây. Ở đường trên thì vị trí Hawkeye cũng như Talon đang tích cực đẩy trụ anh em mà. Khả năng phòng thủ của Hela cũng là có, thì chúng ta sẽ lên hỗ trợ thôi anh em ơi. Và ở đây thì tem bạn, ôi ăn con báo tím anh em à. Bây giờ thì là hết trừng phạt rồi, thì khá khó để tranh chấp anh em ơi.
Rồi con béo tím sẽ thuộc về tên bạn, nhưng chúng ta có khả năng là tiêu diệt được xạ thủ tên bạn hot ai đã lên bảng điểm số. Và ở đây thì vị trí ta lo cũng như vậy. Rồi một điểm hạ dục gục dành cho Ray. Và ở đây anh em đã thấy rồi, vị trí của Venom gần hồi sinh rồi anh em à. Rồi chúng ta có thể là quay lại giao tranh hút máu đến từ viên linh hồn, và giờ là nằm xuống đến từ vị trí của Iron Man. Và giờ thì là Ronan bất lực anh em ơi, trâu thì đánh lâu cũng chết. Đúp kêu dành cho Ray nhá. Rồi sát thủ dành cho Ray luôn. Và đây thì anh em đã thấy rồi, chúng ta đã phá một lượng trụ, và đồng thời là giờ lên chào hỏi hai vị trí xạ thủ tên bạn, hồi miếng máu đến từ tiên linh hồn cái đã. Rồi bây giờ chào hỏi xong thì quay về anh em ơi. Thì vị trí của hai xạ thủ tên bạn đánh cũng rất là đau anh em ơi. Nãy giờ ép lên cũng được khá là nhiều đồ rồi đó. Và bây giờ sẽ hồi máu và chờ giao tranh tiếp theo. Rồi, tem bạn đang tập trung ở đường giữa là khá đông, gần như là đủ tem bạn rồi. Hawkeye, Ronan, Iron Man, tăng cơ tem bạn khá là đủ rồi anh em à. Rồi, hơi ngoài lề một chút thì tình hình em phòng dịch sao rồi, chứ đây thì cách ly xã hội cũng là 6 ngày rồi. Và giờ thì Ronan ra đây thử đam không bạn ơi, hút máu bạn nè. Và giờ là một đấm lên vườn. Rồi anh em chơi game hổm rài thì ở nhà cách ly dịch có bị tình trạng bị lắc hay không, chứ Ray thì hơi nhiều thì Ray biết thì là bị đứt cáp nữa anh em à. Cá mập không biết có cắn cáp nữa hay không, nhưng là bị đứt cáp nữa rồi, mạng hơi lắc. Chơi game server nước ngoài là khá là lắc. Ôi lên đồ mà bị Hawkeye bắn anh em à. Rồi và ở đây thì là Hawkeye bạn bắn như gãy ngứa vậy. Và giờ mũi chích inox là lên bảng điểm số dành cho vị trí Hawkeye. Rồi có thể nâng một viên đá, nhưng giao tranh xảy ra ở đây. Vị trí nhắm đến là vị Iron Man nằm xuống rồi với vị trí của Venom. Ray được double kill khi tiêu diệt được Ronan. Bá chủ dành cho Ray rồi. Giờ thì nâng đá anh em à. Nâng một viên đá trí tệ có khả năng khống chế luôn. Venom thì quay về hồi máu rồi. Cái trụ ở đường giữa này chắc chắn là bể rồi. Và hai trụ hai bên thì mất nửa cây máu rồi anh em à. Khá là ngon rồi. Chúng ta đã lấy được lợi thế rồi, khi mà tem bạn thực hiện chiến thuật mà ép đường anh em à, ép giao tranh để lấy trụ. Nhưng chúng ta sẽ không mất trụ nào, mà tem bạn đã mất dần trụ đầu. Và đồng thời trụ thứ hai đường giữa đã bị mất luôn anh em ơi. Rồi và đây thì là vị trí Iron Man cấu rỉa. Ray ở đây chờ đợi coi vị trí của xạ thủ tem bạn ra là đấm phát lên phường luôn anh em à. Đấm phát chết luôn anh em ơi. Sử dụng chiêu cuối căng tay vô cực đấm phát là ngõm luôn anh em à. Rồi đây làm thử cho anh em xem nè. Rồi khống chế khá là đau. Rồi lên bảng điểm số luôn cho vị trí xạ thủ tem bạn Hawkeye. Rồi anh em ở nhà phòng dịch nhớ là cẩn thận nha, nếu mà đi ra đường á thì khẩu trang đàng hoàng, về nhà thì nhớ sát khuẩn tay chân, và những nơi có khả năng phơi nhiễm cao nha anh em ơi, nhớ chú ý nha, sức khỏe quan trọng. Và đây có vị trí của iPhone rừng. Ê bạn chạy đi đâu, lên bảng điểm số nha, thần thánh cho Ray rồi. Và đây thì giao tranh diễn ra. Rồi hay là tem mình nằm xuống, nhưng không sao, đồng đội chúng ta còn ở đây. Vị trí của Venom khá là trâu và phối hợp với Ray cũng khá là ổn. Và đây thì đấm vị trí của ôi tóc biến kịp anh em à, vị trí của Hawkeye tên bạn tóc biến kịp, nhưng mà giờ không về đấm lần nữa, lên bảng điểm số nha. Rồi bây giờ sẽ là hồi máu, anh em thấy vị trí Thanos có khỏe không, nâng bộ đá này có thích hợp hay không thì hãy để lại bình luận cho Ray biết nha. Anh em có bộ đá nào xịn xịn thì để cho Ray biết ở phía bên dưới bình luận, thì Ray có thể là thử bộ đá đó và sẽ cho bộ đá đó lên clip luôn anh em à. Với khả năng kết hợp những bộ đá khác nhau thì sẽ có những cái lối đánh khác nhau anh em ơi. Thanos biến hóa vô cùng anh em à. Rồi với cái bộ đá này thì Ray có thể là cấu rỉa hồi phục cũng như là đánh giao tranh kéo dài anh em à. Đánh nhây á, đánh cầu quay thì khá là ngon, hút máu rất là nhiều đến từ viên đá linh hồn nha. Và ở đây thì có Ronan cũng như là vị trí của Iron Man. Iron Man bạn đi đâu? Rồi I am Iron Man luôn. Rồi bây giờ là còn vị trí Ronan dắt búa chạy. Trên búa đó thì không có viên đá sức mạnh đâu bạn ơi. Rồi bây giờ Ronan bỏ chạy anh em à. Ở đây có vị trí Rocket lên bảng điểm số luôn. Thần thánh nhìn ra đây khá là trâu rồi, hình gác thường một món đồ rồi anh em à.
Bây giờ thì chúng ta sẽ lấy đi cái trụ thứ hai ở đường trên này nha anh em. Rồi vô đấm phải đấm là lấy được rồi. Ở đây thì Ronan ra, Ronan gõ búa nhưng Ray hồi phục bằng khả năng viên đá linh hồn của mình. Bây giờ thì Ray sẽ ra tiêu diệt con Sutu và dẫn Sutu vào nhà chính tên bạn để gõ banh nhà chính tên bạn. Và ở đường trên á thì tên bạn đang đép với vị trí của Iron Man tên mình á, đang là cấu rỉa tên bạn. Rồi và ở đường trên thì theo minimap thì Ray thấy là tên bạn đang dâng lên, đang bắt vào vị trí của Iron Man anh em à. Rồi ở đây thì đồng đội chúng ta hỗ trợ ăn gần xong Sutu rồi, bây giờ là xong rồi anh em ơi. Rồi đánh bại được Sutu rồi, ở đây có vị trí ta lo lên bảng điểm số bạn ơi, chạy đâu nữa, Rocket thì đó là vị trí thứ hai thôi. Rồi nằm với vị trí của Hút rồi. Con Sutu ở đây chắc chắn sẽ được thả ra và đánh bể nhà chính tay bạn rồi. Bây giờ thì nâng một viên đá không gian cho chiêu 2 cơn giận Titan anh em à. Có khả năng là đánh khá là ổn diệu anh em ơi. Có khả năng đặc biệt đó anh em ơi, thấy chưa. Bay 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 ra những cái đường sáng rồi không thể là chọn mục tiêu anh em ơi. Khá là đẹp. Và giờ thì triệu hồi Sutu ra để giao tranh anh em ơi. Ép giao tranh lấy trụ và tiêu diệt tay bạn luôn. Rồi thần thánh đến từ Ray, một đấm là bốc hơi anh em ơi, bốc hơi hót cai liền. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ phá hủy cái trụ này. Ôi các bạn không chịu nổi áp lực luôn rồi anh em ơi, đầu hàng rồi. Thì vậy thì clip của Ray đến đây là hết, hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo nhé. Anh em xem nhớ like subscribe ủng hộ kênh Ray nhé. Bye bye anh em, hẹn anh em những clip tiếp theo.